quý anh chị em, ở đời đó thường thì có đi thì phải có về. Vậy mà đau đớn thay cho dân Việt Nam của chúng tôi, một lần đi là một lần vĩnh biệt. Những lời từ giả như ai oán, như điếu văn, vì không biết lần này đi, không biết mình bao giờ mới trở lại. Và mình không biết là còn có ngày về hay không. Xin quý vị hãy nghe một lần đi của nhạc sĩ Nguyệt Ánh do chị Đức Tâm diễn tả. Xin mời chị Đức Tâm. Thank you.
thiên.